Chào cả nhà, hôm nay lại chia sẻ cho cả nhà chậu 5 cây trắng hiển oanh. Đấy. Anh giới thiệu đi, khoảng bao nhiêu ki anh? 20 ki. Chậu này là 20 ki, rễ trên thân. 20 ki, 6 mắt ngủ. Có 2 mắt thức to này, mắt thức to này. À, mắt này, đấy, đây. Đấy, 2 mầm gốc anh nhỉ? Tổng số đo là bao nhiêu anh? Chắc khoảng 6 mét. Xích xoát 1 mét à? Giá x bao nhiêu anh? X25. Đấy. Bạn nào mà thích thì liên hệ số điện thoại mình sẽ ghi ở phần mô tả các bạn nhé. Xin chào cả nhà. Cây này thì quá đẹp rồi. Cây đấy Nguyễn Bản. 5 cây trắng hiển oanh. Nhất mình bị bắt bộ rồi. 20 kỳ. Không còn gì để bàn. Dễ đầy đủ luôn. Thank you.